vâng à, trong cái phần nhân khẩu học thì à, chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể à, xem cái phần công việc như chúng ta thấy à, chúng ta có thể tìm được nhà tuyển dụng như chúng ta đã biết à, các cái ngành nghề công việc à, như là ngành doanh số ngành bảo vệ ừ, hoặc là ngành pháp lý à, các cái lĩnh vực như là giáo dục thư viện vân vân đấy thì tùy vào cái ngành mà chúng ta có thể nhắm chọn khách hàng các này liên quan đến nghề nghiệp liên quan đến nghề nghiệp của khách hàng đúng không nếu mà các bạn mô tả một cái nghề nghiệp gì đấy cụ thể thì các bạn có thể chọn à, Hoặc là các bạn có thể chọn được chức danh Thì đấy là toàn bộ cái phần mà tôi vừa hướng dẫn cho các anh chị và các bạn Liên quan đến phần nhân khẩu học Và tôi xin phép nhắc lại trong phần nhân khẩu học Thì nó sẽ có phần học vấn này Phần sự kiện trong đời này, phần cha mẹ Phần mối quan hệ và phần công việc Thì mỗi một cái phần này nó đều có những cái tiêu chí để các anh chị và các bạn chọn được à, Cho mình phù hợp à, Sang đến cái mục số 2 là phần sở thích thì nó có rất nhiều các sở thích à, Như công nghệ, gia đình v.v Đấy, chúng ta nhìn thấy Và trong từng cái sở thích này Thì chúng ta sẽ thấy là ví dụ như công nghệ nó có máy tính Nó chia thành rất nhỏ như thế này à, Điện tử gia dụng nó cũng chia thành rất nhỏ như thế này Đúng không ạ? Truyền hình, rồi thì thiết bị âm thanh À, ví dụ như bạn chạy quảng cáo bán thiết bị âm thanh Thì bạn cũng có thể chọn Đó Hoặc là À, gia đình và các mối quan hệ, đấy là cái sự quan tâm của người ta. À, giải trí thì à, có các cái chương trình truyền hình, à, rất nhiều các chương trình truyền hình, phim thì các thể loại đấy. Ví dụ như là bạn là làm marketing cho dạp chiếu phim, chẳng hạn thì bạn à, có một cái bộ phim bạn cần phải marketing thì bạn cũng có thể chọn, đúng không ạ? Hoặc là các cái sự kiện trực tiếp, các cái sự kiện trực tiếp như là ba lê âm nhạc. À, nếu mà bạn chạy quảng cáo cho những người yêu âm nhạc thì bạn cũng có thể chọn à, các cái trò chơi nếu mà bạn phát hành các cái trò chơi thì bạn cũng có thể chọn cái này à, âm nhạc các cái dòng nhạc à, nếu mà bạn là một ca sĩ hoặc là à, diễn viên bạn muốn ra một cái à, CD rồi thì bạn à, mới ra một cái bài hát thì bạn có thể chạy để tăng lượt là xem à, bạn bán sách đúng không ạ bạn bán sách thì bạn cũng có thể chọn à, rất nhiều rất nhiều các ngành nghề, đấy, rồi thì sở thích về mua sắm thời trang, thì có các sở thích về làm đẹp, sở thích về mua sắm phụ kiện thời trang, quần áo rất là chi tiết, đúng không ạ? À, các môn thể thao ngoài trời, đấy, à, các môn thể thao khác, rồi để chúng ta có thể bán được cái cái sản phẩm à, phục vụ cho những môn thể thao nhưng ở Việt Nam thì chắc là chỉ có mấy môn như là cầu lông, tennis rồi thì bóng đá là chủ yếu thôi đúng không? rồi sở thích và các hoạt động các bạn nhìn thấy là các vấn đề chính trị xã hội này à, du lịch này sở thích về du lịch này thì nếu mà các bạn bán tour hoặc resort thì các bạn có thể tích ở đây à, nghệ thuật và âm nhạc đấy à, các bạn muốn uh, uh, bán kho khoa học về nhiếp ảnh hay là viết vẽ thì tôi nghĩ cũng ok hay là học âm nhạc đàn guitar Đấy, hoặc là làm nông đúng không ạ đây nhà cửa vườn tược đây à, phương tiện các loại xe rồi thú cưng các loại thú cưng nếu mà các bạn à, chạy quảng cáo bán thức ăn hoặc là chăm sóc thú cưng thí dụ như là các bạn có một cái spa cho chó mèo chẳng hạn à, gym thể hình Đấy, chạy bộ yoga tập tạ thể hình vân vân ví dụ như là các bạn bán cái vé của phòng tập uh, gym and fitness hoặc yoga các bạn chọn cũng rất là ok uh, ẩm thực thì có rất nhiều các cái món của nhà hàng nấu ăn đồ ăn đồ uống đúng không ạ đồ uống có cồn vân vân cực kỳ chi tiết uh, sang đến phần thứ ba là phần hành vi thì trong phần hành vi này là cái phần mà tôi đánh giá là rất là quan trọng thì các bạn có thể cân nhắc về cái phần hành vi tại sao tôi nói là quan trọng bởi vì trong hành vi này nó thể hiện rất nhiều về cái thu nhập của khách hàng đó đầu tiên là hành vi chính trị của mỹ thì ta có thể bỏ qua bởi vì là ta chạy ở việt nam nhưng mà nếu mà ta chạy ở mỹ thì ta có thể quan tâm hành vi du lịch là một hành vi mà tôi đánh giá rất là cao về cái chuyện là người đấy có thu nhập hay không thí dụ như bạn tích vào những người mà thường xuyên đi du lịch quốc tế thì rõ ràng rằng là bạn sẽ thấy rằng là phải những người có tiền thì mới du lịch quốc tế được đúng không à, ví dụ như là tôi vừa mới đi Mỹ hồi, hồi, tháng 10 hay là tháng 11 tháng 12 về ví dụ thế thì bây giờ các bạn tích vào là vẫn chọn được vào tôi đấy những người thường xuyên đi du lịch thì ít hơn uh, du lịch quốc tế thì ít hơn mà còn du lịch thì sẽ nhiều hơn bởi vì là những người thường đi, xuyên đi du lịch quốc tế thì nó bao giờ nó cũng sang xịn hơn đúng không ạ vâng À, các hoạt động số là một trong những cái nhóm mà à, chạy quảng cáo cũng rất là quan trọng à, như là chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ những người tự liệt kê họ là chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ hoặc là sở hữu các trang kinh doanh nhỏ trên facebook chủ quán cà phê à, chủ à, tiệm thời trang hay là những cái nhà nhỏ như vậy thì bạn tích vào đây là những người mà cũng có thu nhập hơn đúng không ạ à, facebook page admin tức là những người quản trị trang fanpage thì rõ ràng là chủ doanh nghiệp cũng có thể là những người quản trị trang fanpage hoặc là nhân viên của họ thì chúng ta cũng có thể chạy đến ví dụ như tôi bán khóa học Facebook marketing thì à, tôi chọn đến những người quản trị những người chủ sở doanh nghiệp thì chắc chắn là rất phù hợp đó hệ điều hành hệ điều hành ở đây là những người đã truy cập Facebook bằng các cái thiết bị à, PC hoặc desktop chạy hệ điều hành gì thì các bạn thấy nó nó liệt kê từ thấp đến cao từ Mac OS X Serena Win 10 8, XP Vista <laughs> Thế thì với mỗi một cái hệ điều hành này nó thể hiện được cái phần cứng của thiết bị Thí dụ nha, như các bạn đang nhìn thấy cái máy của tôi ở đây Đấy, thì tôi đang sử dụng là máy à, MacBook Pro à, phiên bản 2019 à, Bởi vì là cái đèn quả táo này nó không còn sáng nữa Và tôi đang sử dụng hệ điều hành Mac OS X. Thế Nếu mà các bạn chạy vào chọn là những người truy cập Facebook bằng hệ điều hành Mac OS X tích vào đây Thì những người mà xem Facebook trên hệ điều hành Windows sẽ không nhìn thấy quảng cáo thì rõ ràng rằng là À, ví dụ như bạn tập hợp là một triệu khách hàng sử dụng à, hệ điều hành Mac OS, đúng không ạ? Với lại một triệu khách hàng sử dụng Windows XP thì rõ ràng cái nhóm khách hàng à, mà sử dụng Mac OS này là có thu nhập tốt hơn. ở đây ta dựa trên số lớn, chúng ta không phân định là một khách hàng hay hai khách hàng. bởi vì ví dụ như tôi có thể vẫn nghèo hơn một ông sếp của các bạn mà chỉ dùng cái máy chạy điều hành Win 7 ông ta có cả nghìn tỷ nhưng ông ta chỉ sử dụng cái máy tính đó thôi, thì chúng ta sẽ không so sánh theo cách như vậy mà ta sẽ so sánh dựa trên số lớn đúng không ạ các bạn nhìn thấy ở đây uh, Mark Eric có khoảng 8 triệu 286 ngàn và Serena thì khoảng độ cũng sắp xỉ đâu đó 7 triệu 8 thì tích vào hai thằng được khoảng 16 triệu ở uh, trên toàn cầu thì số lượng này không nhiều nhưng mà rõ ràng những người mà sử dụng máy này thì uh, các bạn biết là một cái máy tính này rất là đắt đắt hơn rất nhiều so với một cái máy tính Windows thí uh, dụ như là cái máy tính mà tôi đang sử dụng uh, có giá là Uh, niêm yết là 55 triệu đúng không ạ, và so với một cái máy tính Windows khoảng 15 triệu và 20 triệu là các bạn đã đã có một cái máy tính rất là tốt rồi, thì rõ ràng là uh, xét về mặt số lớn thì uh, hầu hết những người mà sử dụng máy uh, đời như thế này sử dụng Mac như thế này thì có xu hướng là có thu nhập cao hơn những cái uh, người mà đang sử dụng các thiết bị phần cứng như là Win 7 và Win 8 uh, ta sẽ không so sánh từng cá nhân một, mà ta sẽ so sánh số lượng lớn, được chưa ạ thì cái tư duy của tôi là như vậy và các bạn cứ làm theo đúng tư duy của tôi là quan trọng nhất là à, cái sản phẩm của bạn hay dịch vụ của bạn là phục vụ cho đối tượng và nhóm khách hàng nào à, khi mà bạn bán giá cao thì bạn chọn cho tôi các thiết bị cao mà khi bạn bán giá thấp thì bạn chọn cho tôi những thiết bị thấp các bạn hiểu ý tôi không ạ vâng tiếp tục à, email miền chính thì các bạn có thể bỏ qua bởi vì dân Việt Nam thì hầu như à, chủ yếu sử dụng gmail <laughs> phần này cắt đi nha Cái phần miền email chính này thì hầu như các bạn có thể bỏ qua Bởi vì dân Việt Nam chủ yếu là sử dụng phần Gmail Đấy Thì ta cũng không phân biệt được Đúng không ạ à, Người dùng thanh toán trên Facebook 30 đến 90 ngày Thì cái này là cái gì là Cái này là thường là những cái người mà chạy quảng cáo Facebook Thì uh, những người chạy quảng cáo Facebook thì làm gì thì tôi cũng đang chưa biết ví dụ tôi bán khoa học facebook marketing thì cũng nên chạy đến họ còn bạn có nên chạy đến họ không thì tôi không chắc đúng không? À, những người dùng công nghệ tiên phong thì à, những người có khả năng áp dụng công nghệ mới một cách sớm hơn những người khác thì bạn nên chọn những người này bởi vì họ liên tục cập nhật những cái hệ điều hành cũng như là những cái thiết bị phần cứng phần mềm à, cao hơn. thí dụ như là à, tôi sử dụng Facebook từ năm 2009 tới nay khi mà bắt đầu Yahoo nó chết, đấy, thì sau một năm là Facebook nó có thì bây giờ tôi đã sử dụng đến từ 2009 đến giờ là 12 năm rồi đúng không? Thế thì từ đó lúc mà lúc đấy là tôi dùng một cái điện thoại rất là thấp, một cái điện thoại như hồi đó là dùng Blackberry và dùng một cái máy tính tôi vẫn nhớ là cái máy tính um, IBM mà uh, T45 là một cái máy rất là nồi đồng cối đá. Thế sau đó thì tôi cũng đã thay đổi các cái dòng máy, đúng không ạ? Tôi cũng chuyển sang các cái máy Windows uh, như là Dell rồi như là a đấy. Cái thời đó là những cái máy cũng cũng rất là tốt. Nhưng sau này thì có thu nhập hơn thì tôi chuyển sang MacBook Pro năm 2015. Thì tôi sử dụng MacBook Pro và đến năm 2019 thì tôi lại nâng cấp, tôi lại tiếp tục sử dụng MacBook Pro bản cao hơn. Đó. Thì ví dụ một cái người như vậy hoặc là iPhone tôi sử dụng đúng không ạ? Ngày đầu tiên tôi dùng iPhone 1 2 3 4 5 6, bây giờ tôi dùng à 9 10 11 12 kiểu như thế thì rõ ràng là đang bạn đang hướng tới những người mà rất là yêu công nghệ và có khả năng thay đổi các cái thiết bị công nghệ phần cứng phần mềm như này thì nó chẳng nói thẳng vẹt ra chứ là họ là những người có tiền và những người mà có khả năng chi tiền đấy quan điểm của tôi là như vậy nhá thế thì hãy nhớ này hãy nhớ lại cái câu mà tôi nói này sản phẩm và dịch vụ giá cao thì chọn đến những cái thiết bị và hành vi thể hiện người có thu nhập cao sản phẩm mà có giá thấp thì hãy chọn đến những người mà có cái thiết bị và hành vi hoặc là nghề nghiệp thể hiện là họ có thu nhập thấp thì nó mới khớp được nhau bởi vì như này các bạn nhé có những người mà người ta giàu có thì các bạn bán rẻ người ta cũng không mua đâu có những người mà người ta có nhiều tiền ví dụ như CEO những công ty lớn hay là như chị bạn tôi doanh thu công ty của chị là làm sản xuất mà doanh thu khoảng độ 700 tỷ một năm với lợi nhuận nó rơi vào khoảng tầm 15% một năm đi thì một năm chị cũng kiếm được khoảng 100 tỷ. Thế thì bây giờ bạn mà có bán cho chị một cái quần, một cái áo, bạn nói là à, em lấy chị rẻ thôi, cái này chỉ 200 trăm nghìn thôi, tôi nói thí dụ như thế, thì chị sẽ không mặc đúng không ạ? Chị sẽ mua một cái váy hàng hiệu mà cao cấp như là Gucci hay LV hay Hermes hay là Chanel hay Fendi gì đó với giá khoảng một ngàn hoặc là hai ngàn ba ngàn đô la. đó, thì ý tôi muốn nói, muốn giải thích cho cái việc là những người có thu nhập cao họ sẽ không mua đồ giá rẻ Và những người có thu nhập thấp thì họ không có khả năng à, mua cái đồ giá cao Vậy thì chúng ta phải tìm được là sản phẩm vừa thì gặp thu nhập vừa Sản phẩm cao thì gặp thu nhập cao Và sản phẩm thấp thì gặp thu nhập thấp Thì nó mới đi được với nhau đúng không ạ Chứ còn tất nhiên tôi thấp thì tôi cũng muốn xài à, Fendi Tôi cũng muốn xài Gucci nhưng mà tôi không có tiền Thì tôi đành phải chấp nhận thôi đúng không Thì rõ ràng là chúng ta phải hiểu cái tư duy đó cái quan trọng là cái tư duy à, Sau đó thì chúng ta sẽ biết được là Chúng ta sẽ phải chọn đối tượng như thế nào Thì tôi sẽ hướng dẫn tiếp tiếp Sau đó tôi sẽ lấy ví dụ cho các bạn Trình duyệt internet thì nó cũng không thể hiện được Nó cũng giống như là email thôi Ví dụ như tôi đang duyệt bằng Chrome đây Thì người nghèo và người giàu cũng dùng Chrome thôi Nó cũng theo thói quen Đấy, có người thì dùng Safari Có người dùng Opera Nhưng mà nói chung tôi nghĩ là không 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 thể hiện được cái 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 thu nhập đâu Đấy. À, các cái trò chơi canvas là, hay còn gọi là trải nghiệm toàn màn hình ở trên Facebook thì các bạn có thể chạy lại những người đã chơi cái trò chơi này. Thì với điều kiện là các bạn phải chạy canvas à, hành vi mua hàng. Thì Facebook cho phép bạn chọn là à, những người đã nhấp vào một nút kêu gọi hành vi mua ngay trong tuần trước. À, điều này rất tốt để sàng lọc là ai là người đã từng mua hàng và có xu hướng mua online. Nhưng nhược điểm của cái nút này là mình không biết được là người ta mua cái gì, mua đắt hay mua rẻ. Đấy, thì nhiều người người ta tích vào nhưng người ta sau khi chat người ta lại không mua. Thì ưu điểm là chọn được những người là mua hàng online đây, nhưng mà nhược điểm là không biết họ đã mua cái gì. Vâng, à, các cái nhà phát triển API thì chắc là cái này dành cho những người mà thuộc về công nghệ. Vâng, quan tâm đến các sự kiện sắp tới nhưng mà cũng không biết là sự kiện sắp tới là sự kiện gì, cho nên là chạy quảng cáo cũng cũng chọn cũng rất là khó, đúng không ạ? Các mối quan hệ đa văn hóa thì cái này dành cho thị trường mỹ các bạn có thể bỏ qua. Vâng, ngày kỷ niệm thì tôi cũng đã nói rồi, trong cái phần nhân khẩu nó cũng có ngày kỷ niệm, à, thì chúng ta cũng không biết là ngày kỷ niệm đấy là ngày gì và để chạy cho việc gì nên là cái, cái cái ý nghĩa marketing của nó cũng không ăn thua. Rồi, thế nhưng mà các bạn quan trọng nhất là trong phần hành vi Đấy, thì đó là phần hoạt động số tôi vừa hướng dẫn rồi phần du lịch Đấy, du lịch thì có hai nhóm là du lịch và du lịch quốc tế à, hoạt động số có chủ sở doanh nghiệp à, Facebook, page Admin đặc biệt là hệ điều hành à, dành cho những người đã sử dụng được chưa ạ à, những người dùng công nghệ tiên phong rồi còn đến phần này là phần người dùng thiết bị di động phần người dùng thiết bị di động là một cái phần rất là quan trọng mà các bạn cần phải chú ý Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì các bạn biết là hiện nay là 80 đến 90% lưu lượng truy cập vào Facebook đến từ điện thoại di động, đến từ điện thoại di động. Đây ạ. Ok. Thế thì um, 90% ngân sách của bạn là tiêu chi tiêu cho Facebook sẽ rơi vào điện thoại di động. Vì vậy, việc các bạn chọn đúng các thiết bị điện thoại di động của người xem quảng cáo là cực kỳ quan trọng, đúng không? Thì ở đây Facebook cho phép các bạn chọn được rất nhiều các thiết bị phần cứng khác nhau Như Android có phương tiện 360 độ, Android không có phương tiện 360 độ Kết nối mạng 234 và Wi-Fi và chuẩn bị là 5G Đấy, Người dùng điện thoại thông minh và máy tính bảng mới Đây là những người mới dùng Đúng không ạ? Rồi chủ sở OnePlus vân vân à, Truy cập Facebook bằng máy tính bảng Truy cập Facebook bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng bằng điện thoại thông thường thông thường và thông minh đã, đã khác nhau rồi thông thường tức là những cái thiết bị nó kém hơn nó nó rẻ tiền hơn và ý đang muốn nói là những người này có thu nhập thấp hơn về mặt số lớn nhá ta luôn luôn nói về mặt số lớn vâng à, tất cả các thiết bị di động nếu mà ta chọn này thì tất cả rồi thì có gì nữa đâu rồi à, thiết bị di động theo hệ điều hành thì mình có thể chọn được windows phones android và apple ios thế thì rõ ràng rằng là các thiết bị apple có xu hướng đắt hơn các cái thiết bị android vì vậy nếu bạn chọn vào android thì sẽ bán được hàng nhiều hơn và à, bán được hàng với giá trị cao hơn đúng không và đặc biệt là các bạn cần phải quan tâm đến tất cả các thiết bị di động theo thương hiệu tất cả các thiết bị động theo thương hiệu thương hiệu tức là chúng ta có thể chọn được các cái thiết bị này một cách chính xác gần như tuyệt đối gần như tuyệt đối theo cái gọi là uh, theo thương hiệu còn những cái khác như ở bên trên thì tôi chưa đánh giá cao. Vâng, tôi đánh giá cao nhất đấy là cái phần mà theo thương hiệu. Đấy. Thì trong này các bạn thấy là có rất nhiều các hãng như là Amazon hay là Apple hay Blackberry đánh theo thứ tự ABC đấy. Google, HTC, LG, Samsung, Sony rồi thì đấy. Đủ các loại Oppo, Huawei, Vivo, Xiaomi, ZTE, vân vân và mây mây. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng tại Việt Nam thì chúng ta quan tâm nhất đến Apple. Đấy. Những người dùng iPhone, iPad các bạn nhìn thấy từng thiết bị một từ đời thấp nhất uh, iPad 1234, iPad e mini vân vân. iPhone thì từ 5 6 6s 7 7s Plus, uh, iPhone SE, iPhone 8, iPhone X, iPhone XR, XS, XS Max iPhone 4, iPhone 5C, 5S vân vân, iPod Touch vân vân đúng không? Thế thì chúng ta thấy rằng ví dụ thôi, ở đây thì nó cũng đang chưa xuất hiện là là iPhone uh, 11 Pro vân vân. Ví dụ như máy của tôi là iPhone 11 Pro, tại sao lại như vậy? Bởi vì là uh, cái cái số lượng người sử dụng máy này vẫn còn đang ít nên nó chưa cập nhật vào đây. Bởi vì là cái máy này nó cũng mới ra được cách đây đâu đó từng chừng 3 4 tháng thôi. Cái đợt tôi đi Mỹ thì tôi mua ở bên đấy. <laughs> Tức là sao? Bây giờ ví dụ như các bạn chọn toàn là X này, XR, XS XS Max, đúng không ạ? Đấy là những cái thiết bị mà gọi là đắt nhất cao nhất về mặt thiết bị iPhone thì khi bạn chọn đến nhóm khách hàng này thì bạn đang chọn đến những cái nhóm khách hàng mà sử dụng các cái thiết bị đắt tiền nhất à, trong cái dòng iPhone thì có vẻ như là tôi không dám khẳng định nhé tôi phải dùng cái từ là có vẻ như là à, các bạn sẽ thấy là đang chọn đến những người có thu nhập tốt so với một nhóm người mà ví dụ như sử dụng uh, uh, Oppo hay là hay là sử dụng Vsmart thì tôi đang nói ví dụ thế đúng không? Hay là bây giờ một nhóm người mà sử dụng X Max với lại một nhóm người sử dụng iPhone 4, 5, 6 thì chắc chắn là cái thu nhập của họ cũng khác nhau rất nhiều. Đấy, thì cái từ cái thu nhập đấy thì nó ảnh hưởng đến cái quyết định mua các bạn nhé. À, nên là cái phần hành vi đối với tôi mà khi tôi dạy các bạn làm nhắm chọn là rất quan trọng. Sản phẩm dịch vụ giá cao thì à, chọn thiết bị và các nghề nghiệp mà có thu nhập cao và sản phẩm và dịch vụ giá thấp thì chọn những thiết bị và hành vi uh, nghề nghiệp có thu nhập thấp thể hiện cái thu nhập của họ không cao đúng không tương tự như vậy thì sau đó thì các bạn có thể chọn đến Samsung còn những cái hãng khác thì cái số lượng nó không đáng kể tại thị trường Việt Nam như LG, HTC, Google hay thậm chí là Vsmart tại thời điểm này hay thậm chí là uh, Bphone không đáng kể không đáng kể không thể hiện ở đây Samsung đúng không ạ và chúng ta sẽ có những cái dòng nốt dòng tab nốt mấy nốt mấy đây S vàng S bốn năm sáu bảy tám chín kiểu như thế thì chúng ta chọn thì là một thế còn những cái dòng khác ở ở Việt Nam thì có có đấy là ví dụ như dòng Oppo dòng Huawei đấy là một số những cái dòng điện thoại thuộc sở hữu của Trung Quốc đúng không Carbon hay là Vivo Xiaomi thì cái 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 những cái dòng này thể hiện là những nhóm khách hàng trẻ, những nhóm khách hàng có thu nhập mà vừa phải hoặc là hơi thấp một chút so với những cái nhóm khách hàng mà sử dụng toàn iPhone đời cao hoặc là Samsung Note 10 à, rồi thì Samsung S20 vân vân kiểu như thế những cái dòng rất cao đó. Thế còn các bạn cứ chọn ở đây nó có khá là đầy đủ à, các bạn chọn từ tự tên của từng thiết bị. Thế tôi lấy ví dụ như thế này chẳng hạn như là à, có những bạn bạn ấy chạy bán ốp lưng điện thoại thì ốp lưng điện thoại các bạn ấy chạy gần như là chính xác tuyệt đối. Chẳng hạn như là họ chạy đến những người mà à, sử dụng XS Max và bán ốp lưng XS Max chẳng hạn thì gần như là tuyệt, chính xác tuyệt đối luôn. Nhưng tại sao họ chạy vẫn bị lỗ? Bởi vì có thể là chi phí quảng cáo cao mà à, khách hàng thì không chuyển đổi. Khách hàng không chuyển đổi tức là người ta không mua và mình vẫn mất tiền quảng cáo. Còn khả năng nhắm chọn là gần như chính xác tuyệt đối rồi. Đấy. hoặc là bây giờ các bạn mà bán phụ kiện cho tôi vào à, cái thiết bị là à, 11 Pro Max như thế này thì các bạn chạy đến tôi tôi cũng không mua vì tôi mua cái ốp cao su này có 30.000 thôi một năm xong thì hoặc là 6 tháng nó cũ cũ thì tôi thay cái khác thì tôi không có nhu cầu mua cái đó đúng không ạ thì rõ ràng bạn chạy đến tôi là bạn vẫn bị lỗ đúng không và còn về mặt chính xác là hành vi người dùng thì là có rồi chính xác tuyệt đối rồi Thời gian người dùng thiết bị di động thì ở đây thì nó có chia nhỏ ra à dưới 25 tháng và trên 25 tháng thì cái phần này nó gần như là chỉ để nhắm chọn đến những cái người dùng thiết bị di động mới thôi. Thì cái này là dành cho những cái nhà mạng hoặc là những người bán phụ kiện hay là những cái người mà thể hiện là họ à, mới là những người sử dụng thì thì mình khai thác trong một số cái sản phẩm và dịch vụ có liên quan. Chứ còn ví dụ như tôi dùng à, à, điện thoại di động từ những năm mà à, chẳng hạn như là à, 2004 chẳng hạn à, cách từ hồi mà Viettel bắt đầu có đúng không à, tôi vẫn dùng cái số điện thoại di động này à, cho đến bây giờ là cũng mười mấy mười năm năm rồi ví dụ thế thì à, cái sự khác biệt rất là lớn đúng không ạ à, sự khác biệt về về thu nhập hay về hành vi thế nhưng mà ở đây thì người ta chỉ cho biết là sử dụng thiết bị di động từ 25 tháng trở lên thì nó cũng không biết được là là thể hiện là cái cái đẳng cấp đến đâu bởi vì là một năm hai năm ba năm và 10 năm 20 năm thì cũng khác nhau đấy nếu mà bạn sử dụng điện thoại di động cách đây 15 năm hoặc là sim điện thoại di động từ 15 hoặc 20 năm trước thì cũng kinh khủng đấy cái thời mà 20 năm trước khi tôi còn làm học sinh cấp 3 là tôi đã nhìn thấy cái máy nhắn tin và tôi nhớ rằng hồi đấy là tôi cũng đã mua cái cái điện thoại mà uh, nó gọi là của Motorola x tắc cái gì đấy rồi thì cái simen màu xanh xanh nhỏ nhỏ À, có cái ten dâu như này tôi biết ừ, tôi cũng đã mua về để 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 làm điện thoại chế độ dung gì thì à, để làm à, chơi cái trò chơi snack là con rắn đấy cũng vui vui thì tôi đang muốn chứng minh cho các bạn là cái phần này cũng không có tác dụng lắm về mặt yếu tố marketing, vâng và những cái phần khác thì à, không liên quan lắm ví dụ như ramada này dành cho đạo hồi một cái tháng ăn chay ramada của người đạo hồi à, còn soccer à, tức là liên quan đến bóng đá thì cũng các bạn có thể chọn ví dụ như bạn bán các cái phụ kiện hoặc là giày dép đồ dùng liên quan đến bóng đá. Rồi thì tôi xin phép được uh, uh, tổng kết lại cho các bạn và các anh chị cái phần nhắm chọn uh, bao gồm như thế này. Cái phần loại trừ thì cũng sẽ tương tự. Vâng, tôi xin phép được uh, tổng kết lại cho các bạn. thì chúng ta sẽ thấy rằng trong phần nhóm mục tiêu chi tiết hoặc là bao gồm hoặc là loại trừ thì chúng ta sẽ có ba nhóm nhóm thứ nhất là nhóm nhân khẩu nhóm thứ hai là nhóm sở thích và nhóm thứ ba là nhóm hành vi thì trong mỗi một nhóm này nó có rất nhiều các tiêu chí thì mỗi một nhóm sẽ có một số tiêu chí quan trọng mà các bạn nên chú ý trong nhóm nhân khẩu thì các bạn có thể quan tâm đến trình độ vấn, đúng không ạ à, rồi thì sự kiện trong đời đặc biệt là sinh nhật và kết hôn đấy là hai cái sự kiện lớn ảnh hưởng nhiều đến hành vi mua của khách hàng à, cha mẹ đúng không ạ thì cũng ảnh hưởng rất là lớn đến hành vi mua ví dụ như trung tâm tiếng anh hoặc là à, những dịch vụ trông trẻ hay là các cái trường học mầm non vân vân mối quan hệ thì à, ta quan tâm nhất đến tình trạng à, đã kết hôn và chưa kết hôn à, công việc thì à, chúng ta quan tâm đến các cái nhà tuyển dụng ngành nghề để thể hiện là à, họ là những người làm nghề gì và có thu nhập như thế nào còn trong phần sở thích thì à, chúng ta có rất rất nhiều các sở thích khác nhau thì chúng ta sẽ quan tâm đến chuyện là có những sản phẩm thì sở thích rất quan trọng và có những sản phẩm thì không à, thì chúng ta sẽ thấy rằng là sản phẩm nào mà sở thích rất quan trọng thì chúng ta sẽ chọn sở thích còn sản phẩm nào không thì chúng ta sẽ không chọn thí dụ như bây giờ đánh tennis thì rõ ràng là họ phải là những người thích tennis thì họ mới mới đánh hay là đánh golf đúng không ạ thì tôi có thể tôi có sở thích đánh golf nhưng mà tôi không có thu nhập thì sao đấy thế còn ví dụ bạn bán quần áo thì gần như người ta không có sở thích về quần áo thì người ta vẫn phải mặc quần áo à, hay là bạn bán đồ ăn thì gần như người ta không có sở thích về ăn uống thì người ta vẫn phải ăn và sở thích về ăn uống chỉ là gì tôi thích ăn phở thay vì tôi thích ăn bún à, tôi thích ăn bánh thay vì à, tôi thích ăn à, kẹo kiểu như thế thì đó là những cái cái sở thích mà sâu hơn thì thường về những cái nhu cầu thiết yếu như là ăn mặc ở thì gần như là họ không có sở thích thì họ vẫn phải làm. Cho nên ý tôi muốn nói là trong việc đó, việc nhắm chọn sở thích không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng. Nhưng mà những sản phẩm liên quan trực tiếp đến sở thích thì bắt buộc phải chọn sở thích thì bạn mới mới chạy được, được chưa? Và người ta thường nói là gì? À, cái phần hành vi là cái phần quan trọng nhất vì nó thể hiện được nhiều à, cái phần cứng, cái nghề nghiệp để có thu nhập thì tôi nói rằng là hành vi du lịch là hành vi à, các bạn quan tâm, hoạt động số là rất là quan tâm nha hoạt động số, à, rồi thì hành vi mua hàng thì không không thực sự quá quan trọng và cuối cùng là thiết bị di động à, liên quan đến các cái thương hiệu à, khác nhau à, liên quan các cái thương hiệu và chọn chính xác từng model như tôi đang chỉ cho các bạn thấy ở đây Đấy chưa ạ và các bạn cần phải có tư duy là khách hàng của mình là ai và tại sao mình lại chọn như vậy? đó thì đây chính là toàn bộ những cái phần gọi là nhắm chọn mục tiêu chi tiết, thì tôi đã giới thiệu cho các bạn về mặt ý nghĩa, cách sử dụng, còn quá trình các bạn sử dụng thì các bạn phải linh hoạt, các bạn phải thay đổi, các bạn phải suy nghĩ và người ta thường nói là đỉnh cao nhất của nhắm chọn target tiếng anh gọi là target, tiếng việt gọi là nhắm chọn mục tiêu khách hàng là không nhắm gì cả, tức là chúng ta chọn tất và chúng ta chạy ngân sách lớn thì thực ra đấy là một cái điều tuyệt vời nhưng mà trong những cái bối cảnh mà chạy quảng cáo rất khó khăn thì các bạn vẫn nên dùng các phương pháp chọn lọc thì tôi chính là cái người mà từ những năm 2014 khi Facebook bắt đầu cho phép chúng ta nhắm chọn mục tiêu chuyên sâu như này thì tôi đã hướng dẫn cho mọi người chạy và mọi người chạy quảng cáo rất là hiệu quả thế nhưng bây giờ thì khi hướng dẫn cho các bạn những cái này thì những người khác cũng đã biết và họ cũng có thể dạy được và À, lúc này cái bí quyết nhắm chọn nó không còn quá là quan trọng nữa. Nói là không quan trọng thì không đúng nhưng mà trước đây thì à, ví dụ như họ chiếm cái tỷ lệ thành công rất là cao nhưng bây giờ thì nó bớt đi rồi bởi vì Facebook nó rất là thông minh, nó có thể đẩy quảng cáo đến người dùng một cách là rất là tự động tối ưu mà thuộc về AI đấy, tức là trí tuệ nhân thông minh nhân tạo và nó biết được khách hàng đang tìm gì, đang nghĩ gì và nó gửi tới. À, Facebook là theo dõi người dùng rất là khủng khiếp. À, thông qua micro rồi thông qua những cái mình nhắm chọn mình like mình comment bình luận là nó biết hết à, hôm trước tôi có đi tư vấn cho một cái công ty về à, y tế về về thuốc chúng tôi nói chuyện với nhau cả buổi chiều về thuốc à, tối là về là tất cả các quảng cáo về thuốc nó đập vào mặt tôi kinh khủng à, đấy là cái lý do mà tại sao mà các bạn biết là Facebook nó nghe lén cả những cái 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 audio như thế này cái cái um... Uh, hình ảnh rồi kể cả những cái Tin nhắn để chúng ta chat với nhau Cũng là như vậy, được chưa ạ Rồi, uh, thì chúng ta tạm thời Kết thúc cái phần nhắm mục tiêu chi tiết Ở đây, còn phần loại trừ thì cũng tương tự như vậy Bạn không thích cái gì Thì bạn có thể loại trừ Và sau đó thì các bạn có thể kết hợp Cả bao gồm đến loại trừ Kết hợp cả bao gồm đến loại trừ là như thế nào Ví dụ như là bạn chạy quảng cáo dịch vụ Mà thẻ golf à, Thế thì bạn chạy sở thích những người là đánh golf thế nhưng mà những người có sở thích đánh góp thì rất có thể là có có cả những người nghèo. ý tôi muốn nói là họ không có khả năng chi trả. vậy bạn muốn chạy quảng cáo đến những người thích đánh góp nhưng lại có thu nhập, thế thì bạn sẽ phải làm gì? thì lúc này bạn sẽ phải chạy sở thích là đánh góp và chạy chọn đến những người có thu nhập cao và sau đó thì trong phần loại trừ bạn phải loại trừ đi hết các cái thiết bị di động hoặc là các thiết bị phần cứng hoặc là những cái nghề nghiệp vân vân mà thể hiện là họ không có khả năng hoặc ít có khả năng là trở thành khách hàng của những người mà đi tập golf, đúng không? Thì tức là mình phải kết hợp là giống như là vừa giàu lại phải vừa sinh. Đáng nghĩa là mình lấy con nhà giàu được rồi, nhưng bây giờ mình lại phải lấy vừa giàu vừa sinh cơ. Thì rõ ràng là bắt buộc như vậy là chúng ta phải sử dụng cả bao gồm lẫn loại trừ. Bằng cách là gì? Những đứa sinh ở bên trên, xong bên dưới, loại hết đi những đứa nghèo. Thế là còn lại những đứa sinh và giàu. Đấy là cái cách mà chúng ta sẽ làm nhưng mà khi chúng ta càng làm nhiều mục tiêu bao gồm nhiều mục tiêu loại trừ thì quảng cáo của facebook nó sẽ trở nên đắt đỏ và kém hiệu quả hơn một chút bởi vì lúc này hệ thống nó sẽ phải phân tách nó sẽ phải suy nghĩ nó phải vắt kiệt cái sức lao động của nó mình nói vui vui như đấy thì nó mới đẩy được quảng cáo đến cho chúng ta bởi vì chúng ta thấy rằng có quá nhiều tiêu chí như vậy thì cái việc mà lựa chọn khách hàng cho hệ thống nó cũng khó khăn hơn và lúc đó thì cái chi phí quảng cáo nó sẽ cao đấy là cách mà Facebook nó nó, nó tính được chưa? Thế mỗi một cái phần mà chúng ta chọn thì chúng ta nhìn sang bên phải thì chúng ta đều thấy là cái quy mô đối tượng nó thay đổi rất là nhiều, đúng không ạ? À, thế thì chúng ta cần phải chú ý là chúng ta nên chọn quy mô không quá lớn nhưng cũng đừng chọn quy mô quá nhỏ. À, ví dụ như là một hai trăm ngàn người thì bây giờ là quy mô đến nó cũng rất là nhỏ thôi. Mình cố gắng chọn quy mô khoảng tầm ba bốn trăm ngàn hoặc là năm trăm ngàn trở lên chạy là đẹp bởi vì với một cái số lượng nó rơi vào khoảng 64 triệu người dùng à, à, Facebook hiện nay thì à, và tương lai nó sẽ lên đến khoảng 70 triệu trong năm 2020 thôi. Thì thì chúng ta thấy rằng là cái lượng người dùng rất là lớn thì chúng ta tiếp cận 100 200.000 thì nó không đáng kể. Chưa kể đến là không phải là ai chúng ta cũng tiếp cận được, được chưa Hay còn các cái nội dung khác như là à, vị trí quảng cáo rồi thì ngân sách, lịch chạy vân vân thì à, tôi sẽ nói với các bạn trong một cái video khác video tiếp sau bởi vì là cái video này thì cũng đã đã nói tương đối là dài rồi nha Rồi, thế thì tôi xin phép được kết luận cái phần uh, hướng dẫn các phần nhắm mục tiêu chi tiết ở đây cho các bạn. À, thì điều quan trọng nhất là các bạn bán một cái sản phẩm hoặc một cái dịch vụ thì các bạn phải vẽ được chân dung của khách hàng của mình ra. À, trả lời cho câu hỏi là họ là ai, họ sống ở đâu, họ nói ngôn ngữ gì, giới tính của họ là nam hay nữ, họ bao nhiêu tuổi họ có những hành vi gì, họ có nhân khẩu gì, họ có đặc điểm gì, họ có sở thích gì, tự mình ngồi liệt kê ra hết. Liệt kê ra hết chuẩn mực hết, xong đó thì mình vào đây mình nhắm chọn là xong. Đấy. Thì tôi sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ như là khi mà tôi chạy quảng cáo cho một cái đơn vị mà họ à, tuyển người đi lao động sang Đài Loan. À, thế thì tôi phân tích như thế này, đi lao động thì đi Đài Loan làm giúp việc thì thứ nhất là chỉ có nữ, thứ hai là ở các tỉnh lẻ và thứ ba là những người này thường là những người đã đi rồi rồi về à, Sau đó họ ở nhà họ không có việc thì họ lại muốn đi nữa à, Những người này thường là những người mà có tuổi, có gia đình, có con rồi Thậm chí con cái cũng phải à, lỡ cỡ, tức là lớn một chút rồi thì người ta mới đi được Hay từ những cái phân tích như thế thì mình bắt đầu mình chọn tuổi này à, Chẳng hạn như tuổi mình phải chạy từ 28 trở lên à, đến khoảng độ à, 40-45 à, Sau đó thì mình bắt đầu chọn các tỉnh mà người ta đi Đài Loan nhiều mình chạy chạy vào đấy mình thả ghim à, sau đó thì à, mình chọn đến các thiết bị thì mình chọn đến những cái thiết bị đời thấp thôi mình đừng có chọn những thiết bị đời cao hoặc là mình thậm chí là bỏ qua tức là chọn tất cả luôn đấy và ai quan tâm đến việc là đi xuất khẩu lao động à, cái phần sở thích hay phần hành vi như vậy và đặc biệt là mình phải để ý là cái khung giờ nào người ta sẽ online à, ví dụ như những người này là ngày thường người ta ban ngày người ta vẫn đi làm thuê À, hoặc là đi làm việc đông áng chỉ tầm chiều tối tối họ mới về thì họ có khoảng một cái thời gian là từ 6 giờ đến 8 giờ buổi tối là cái thời gian người ta online nhiều nhất thì mình phải chạy quảng cáo vào đấy và mình phải tập trung nhân sự vào cái khoảng thời gian đấy để tư vấn và chốt đơn à, thì tất cả những cái phần như vậy thì đều phải chia sẻ với các bạn thì tôi cũng chạy quảng cáo đến cả mấy trăm tỷ tiền quảng cáo rồi và chạy cho hàng trăm hàng nghìn khách hàng rồi nên là cũng có một chút ít các kinh nghiệm thành công và tất nhiên cũng có rất nhiều các kinh nghiệm thất bại chứ không phải là lúc nào cũng chỉ là thành công đâu thì dù thành công hay dù thất bại thì các bạn cũng đều học hỏi được những cái điều đó và nếu mà các bạn trong quá trình chạy quảng cáo mà các bạn không hiểu hoặc là không biết cái phần nào thì các bạn có liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trợ giúp xin chào và hẹn gặp lại các chị và các bạn trong video bảng tiếp theo xin cảm ơn